hè đã đến rồi. Đây là khoảng thời gian chúng ta được thoải mái, vui chơi, giải trí sau một năm học vất vả. Tuy nhiên, đi đâu, làm gì hay học gì trong kỳ nghỉ hè này? Đó chính là thắc mắc của rất nhiều bậc phụ huynh cũng như của các bạn nhỏ. Hiện tại, Hà Yến đang có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với một người bạn ở đây để tìm hiểu xem bạn ấy đã lựa chọn được những hoạt động nào trong dịp hè này nhé. Xin chào bạn, bạn đang làm gì vậy? Chào bạn, mình đang đọc sách bạn ạ. Mình đang đọc cuốn Tôi đi học của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Đây là cuốn sách mà mình rất yêu thích. Vậy, đọc sách có phải sở thích của bạn không nhỉ? Đúng rồi, mình rất thích đọc sách. Bởi đọc sách sẽ giúp mình có những phút giây thư giãn. Đọc sách còn giúp mình tránh xa những thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại hay TV nữa đấy. Vậy, ngoài đọc sách ra thì bạn có tham gia những hoạt động nào khác trong dịp hè này không? Có chứ, mình còn tham gia học nhảy ở trung tâm nghệ thuật Hà My, học đan và học bơi. Đây đều là các hoạt động giúp mình rèn luyện sức khỏe và được giao lưu với những người bạn cùng chung sở thích với mình. Kỳ nghỉ hè chỉ có 3 tháng thôi, nên mình không thể để phí được. Wow, rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mình chúc bạn sẽ có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa. Bạn thân mến, hy vọng cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ là gợi ý giúp các bạn có một mùa hè thật bổ ích. Đừng để dịp hè là khoảng thời gian trống, hay biến nó thành những kỷ niệm đẹp nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.